tiếp cái bộ đồ luôn. Tăng quá à? Có cái gì bỏ cái chả hả? Ông giáo phong à? Quá được à? Không bỏ khoa. Bây giờ ông bảo khoa quá khoa. Có bảo muốn không? Thấy không mọi người? Hiện tại thì nhóm ấy của cô con có mặt tại Linh Cô nha mọi người nha. Ủa cái em thì mày lạ ghê đó má ơi. Bời quá. Vũ Thu Phương. Đúng rồi. Có gì đó mà mình cũng quên nữa. Thôi chết rồi. Ta bấm quẹ vậy chạy. Đóng nhỏ này để chạy đi nè. Ấy vô đây chụp cho chị cho. Ủa chụp không? Không có chụp mà đồ bia đâu má. Đi chụp ôm đồ bia hoài. Có bài đời đó. Mày bỏ cái gì vậy? Nè, 1 2 3. Trắng đen chụp màu mới trúng canh nhìn tôi nha. Trắng đen là chụp màu trúng. Hiểu không? Bà phóng cho màu xanh màu đỏ với màu vàng là chúng. Trời xanh biết phóng. Phóng đại đi, ngắm gố lên con. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi. Anh ơi, trời ơi. Cho nó phóng lại đi, dính con gấu kìa. Chúng gấu rồi. Cho nó phóng lại đi ông xã. Em không biết, đỡ phóng vô ly nước anh. Bây giờ phóng sao đây? Phóng lại đi. À, hello tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình đang dụ Thương Phương đang có mặt tại Vinco và sẽ rủ ra Gia Hưng chơi một trò chơi, đó là trò chơi phóng vi tiêu nha mọi người nha. Bao nhiêu một cây anh? Màu xanh, màu đỏ, màu vàng, trúng, màu trắng, màu đen là thua. Để tôi dập. Màu xanh. Màu đỏ. Màu đỏ chứ. Ngay chính giữa mà. Phóng hết đi, phóng hết đi anh tính. Trời ơi, hay quá vậy đồ. Trời ơi. Rộ 5 cây trúng á. Em chơi nhỏ. Lấy em 5 cây nữa đi ông xã. Trúng mấy cái được á. Trời ơi, phóng vô cho mì, phóng vô đây mà. Ê. Phóng nè. Trời ơi. Má chán sợ. Lấy cho Hưng đi. Mình đế đi. Sao cô gà đi, sao cô gà đi. Ủa hay quá mà, để đi chăm đứng gồn đi. Rồi, chúng màu vàng. Chết. Màu vàng. Cái màu vàng đó. Cố lên Phượng. Nhất vô chị. Ôi. Nào, đá bài Sakura. Chá. Đó là. Cái gì giống em luôn mà. Rồi. Cảm ơn anh. Rồi 100 nữa em chuyển khoản cho anh nha. Rồi đây. Nè đô đô bỏ luôn. Cầm bóp cho nó đi. Trời ơi, mọi người ơi. Thành quả nè. Điểm bao nhiêu chai nước ngọt, điểm bao nhiêu bao lòng. Thôi em bỏ nè. Em trả nước lại được không anh? Chứ sao không? Em mượn. Ok ok được. Xin bao sớt, mang bao su rồi. Cái bao sớt. Anh đừng có giống như cái anh ngoài kia mà bao su. Chết em luôn. Tô bắn không Tô? Cái gì? Ờ. Đâu kìa cái bắn cái thường. Ủa chú này bắn bắn cái nào thì bắn con thỏ hả chú? Bắn vô cái trà cái hộp. Rồi xem luôn. Nè. Chú ơi để gần xích đi. Ai bắn cả? Xa quá. Ê! Đâu hàng? Đi lên. Nãy giờ chơi chơi nha chú. Chơi chơi hai chục. Nãy giờ chơi chơi hai chục. Hey. Không.
không phải do con hạnh mà là do con bắn. Bờ với má ơi, đi đưa tiền rồi má. Dạ. Anh ơi, cái ông bác sĩ châu là ông kìa anh. Ủa anh? Bịch sữa, ông có sữa ấy, nó có hình. Cái hình bịch sữa. Ý nó có hình bịch sữa. Anh ơi anh, cho em gửi nè ba gỗ. Hôn miếng ơi. Hôn miếng ơi. Cảm ơn nha anh. Không không, chụp coi. Không đi tay thì chúng là bóc quả. Ôi, hay quá. Hay quá chị ơi. Rồi. Con gì mấy ủa kéo ba dưới luôn. Đó là đâu? Trời ơi, cái một cái bóc quả. Một cái bóc quả. Cái gì vậy? Trời cái gì vậy trời? Một cái đã em á. Hai cái. Cũng hai cái bóc quả. Là 60 của nha chị, cầm cho chị. Quăng đi em cầm cho. Nãy cái gì đó. Một mình coi luôn cho má. Cái gì vậy? Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Ba cái bóc quả rồi. Trời bóc quả. Ở cho em cậy chứ bộ. Tiêu tiêu. Tiêu quốc. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Bốn cái móc khóa rồi. Hello tất cả mọi người nha. Hiện tại thì nhóm Bà Đế Vũ Đô Phương đang có mặt tại Vinco Long Hải nha mọi người nha. Và hôm nay là ngày vía Vinco thì nhóm Bà Đế Vũ Đô Phương có đến Vinco để mình dâng đèn, dâng trái cây, dâng hoa để mình mong cho cô phù hộ, xây chuyển cho tất cả mọi người, bá tánh mình được an lành, cho tay qua dịch đồ tay qua hết, để cho tất cả mọi người để làm ăn lợi suôn sẻ. Mong cho tất cả mọi người, bà con cô bác mình ở gần ở xa mình được sức khỏe nha mọi người nha. Và bây giờ nhóm của Bà Đế Vũ Đô Phương chuẩn bị lên để lại cô nè mọi người ơi. Đây là bó bông sen với lại một giỏ hoa quả với lại một cặp đèn nha, để dâng lên cho cô soi sáng. Và bây giờ thì nhóm đi lên đây, bye bye mọi người nha. Theo truyền thuyết, Vinco được khởi đầu xây dựng vào cuối thế kỷ 18. Thờ một trinh nữ tên là Lê Thị Hồng, thân phụ là ông Lê Văn Khương, thân mẫu là bà Thạch Thị Hà, nguyên quán tại Tam Quan tỉnh Bình Định. Năm 17 tuổi, cô theo cha vào thành Gia Định nay là thành phố Hồ Chí Minh buôn bán trên chiếc thuyền gỗ. Khi ngang qua vùng này thì thuyền gặp giông bão, cô bị dớt xuống biển tử nạn, xác trôi dạt vào hòn hang, được dân làng phát hiện và tổ chức chôn cất trên gò đất ven biển. Từ đó cô luôn hiển linh, mong báo điềm lành, diệt trừ dịch bệnh, độ trì bá tánh nên được dân trong vùng lập đền thờ và tôn xưng là Long Hải thần nữ bảo an chánh trực nương nương chi thần. Sách Đại Nam Nhất Thống Chí ghi rõ, ngoài mỏm núi có ngọn thần nữ, tục gọi mỏm Vinco, có một đống vừa cát vừa đá. Trước kia có người con gái chừng 17 đến 18 tuổi bị bão dạt đến đây, được người địa phương chôn cất, sau đó mộng thấy người con gái ấy, tự xưng là thị cách đến đây giúp đỡ, người ta cho là thần, lập đền thờ nay vẫn còn. Mấy giờ mà hành lên? Rồi, ok. Vũ Đô Phương, chạm cái Vũ Đô Phương. Trời ơi. Đúng rồi. Alo. Thằng má cô bắp mới gọi được alo. Alo. Rồi con nghe nè mẹ Hạnh. Ok. Ghê luôn nè. Ghê luôn, con ghê. Ơi, ở đang đứng với con đây nè, con chạy xuống biển luôn nha. Chân cậu ấy. Bà nói sao? Bà nói là chị ơi, ích kỷ. Bà kêu mà mình mua giùm cái cạc mobi 50 không mua. Bà đi bà ngủ không à? Bà ngủ không hả? Bà ngủ từ sáng giờ chứ bị khùng vậy. Nãy giờ có làm không? Trời ơi. Tao cấm rượu không làm giá không à? Trời ơi. Trời nó nghe nè. Tình nè. Bà bỏ trang chung bất giới đúng không? Đúng. Hàng gì bữa tôi đâu nhìn nha bà. Em đi hàng Quân Vũ. Hàng gì? Ủa đẹp quá ôi. Nó nghe là đẹp trong hình nha. Trời ơi. Cái gì nè? Vũ Đô Phương. Hay quá, cảm ơn chị, em bé mẫu chị lắm nha. Ok, cảm ơn chị. Giờ cái hôm nay chị không á. Tao mà trả người bà ơi. Cô có cho mướt chiếc nhẫn đó nha. Ờ, chị đi. Em vui. Có thiệt đó mà. Đúng rồi, chị đang giữ á. Trời đất, tao không trả rồi mà. Trả chưa? Cảm ơn chị.
vui vẻ nha. Bạn Thành có xuống không? Đó, bạn Thành mới nói giờ chơi đi, giờ mai mới xuống. Hai. Rồi ok trời. Chỗ này chỉ có ai chị cho em cái của em ghiền quá hà. Là cái gì? Chơi đi nhà hàng, cái nhà cái mẹ đó. Ờ ok ok chị. Bên trong nè. Ôi trời, chị quất tóc vô mặt em nè. Đâu sao quay quậy trời. Đâu quay đâu cái đèn. Bác ai chị ok chị. Trời ơi mừng quá. Quá hà. Cảm ơn chị nha. Em bán mẫu chị đi su su. Dạ dạy cái đây, dạy cái đây, dạy cái đây. Cha không có coi bạn cái gì mà bà diễn cái sức gì mà bà chửi rồi nghĩ kia đó. Ờ đúng rồi. Quá hay. Ờ chút đi chút đi chút để chiếu hai đi hai chị em tâm sự đi luôn luôn mộ cô cái nha. À nha nha. Dạ bà để cho chủ cụ nha. Ok ok chị. Còn nhảy nữa kìa.